Mail chào bạn, mừng bạn đến với kênh podcast của Melbourne Polytechnic Việt Nam. Tôi ở đây cùng với bạn vượt qua những tháng ngày ôn thi vất vả. Hy vọng qua những số podcast trên kênh của Mail có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái tinh thần, ôn tập và vượt qua kỳ thi với tâm thế tốt nhất. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng mình cùng bắt đầu với tập podcast số 4 nhé. Cũng giống như các bạn, tuổi 18 của mình được đánh dấu bằng một kỳ thi cuối cấp, là lúc mình tự đưa ra những quyết định cho chặng đường phía trước, từng hoang mang với những lựa chọn về ngành học, trường lớp, từng tự đặt câu hỏi rằng đâu mới là đam mê của bản thân. Rồi đứng trước một kỳ thi quan trọng, mình cũng vài lần vấp phải vấn đề tâm lý, phải tự xoay sở để vượt qua. Đến bây giờ khi đã bước vào đời, với không ít lần vấp ngã, ngoảnh đầu nhìn lại mình của năm 18 tuổi, mình đã ước giá như có ai đó đã dạy cho mình 3 bài học đầu đời này. Bài học đầu tiên, đừng so sánh bản thân mình với người khác. Khi mà chúng ta đang sống trong thời đại, mạng xã hội phơi bày cho chúng ta những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của họ, bạn chỉ được nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm, thì sự so sánh bản thân với người khác là điều không thể tránh được. Mọi người xung quanh đánh giá thành công của một người dựa trên thành tích, tiền bạc và cả địa vị của họ. Từ hồi còn nhỏ đến khi lớn, nhiều người đã từng bị đưa ra so sánh với bạn bè cùng lớp, giữa cái mắt con nhà người ta. Con họ cũng bằng tuổi con mình mà đã làm được việc này việc kia. Rồi chính áp lực cuộc sống đôi khi kéo bạn vào guồng quay, khiến bạn tự đem mình ra để so sánh với người khác. Tuổi 18, khi học trong một môi trường có nhiều bạn bè gia đình khá giả hơn, mình lại càng dễ bị áp lực bởi những dự định trong tương lai. Khi bạn bè xung quanh đã lên kế hoạch đi du học nước này nước kia, thi vào trường top đầu, mà mình thì vẫn đang mông lung giữa nhiều ngã rẽ. Tuổi 18, khi mình vẫn đang gặp áp lực căng thẳng bởi kỳ thi trước mắt, thì các bạn đã xõa hết mình vì có chỗ đậu sau 12 năm học tập. Mình trở nên ghen tị và tự đặt câu hỏi, tại sao? Tại sao gia đình mình không khá giả hơn? Tại sao gia đình mình không có nhiều chỗ dựa để mình có quyền được lựa chọn? Hồi đó, không ai nói với mình rằng so sánh là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Bởi mỗi người tồn tại trên cuộc đời này đều là những cá thể riêng biệt, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Mình không bằng người ta ở điểm này thì sẽ hơn họ ở những điểm khác. Và mình nhận ra rằng, nếu như làm việc nỗ lực thì cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hãy cứ là chính mình và can đảm bước đi trên con đường riêng của bản thân. Chúng ta hoàn toàn có thể thành công và hạnh phúc theo cách riêng của mình mà, đúng không? Bài học thứ hai, hãy cho phép bản thân bắt đầu với điều mà bạn muốn làm. Phải công nhận một điều rằng, trước những ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, không ai mà không trăn trở về việc sau này mình sẽ làm gì, mình có đam mê gì, mình có thể làm được việc gì. Ta cứ đặt câu hỏi mãi, rồi cố gắng đi tìm đáp án cho chính mình trong suốt một quãng thời gian dài. Tuổi 18 mình có nhiều đam mê lắm. Mình thích đọc, thích viết, nên mình từng có suy nghĩ hay là theo nghề viết nhỉ? Mình bắt đầu viết và gửi bài đến các tòa soạn, nhưng mãi không nhận được phản hồi, thế là mình từ bỏ. Rồi đến ngày đăng ký nguyện vọng, mình vẫn rơi vào sự mông lung, hoang mang về dự định. Lên internet chọn trường, chọn ngành, mình lạc lối giữa rất nhiều thông tin. Cuối cùng, mình đặt bút đăng ký một ngành học liên quan đến ngoại ngữ. Trải qua 4 năm trên giảng đường đại học, vấp ngã đôi lần vì điểm số, kỳ thi, ra trường không biết mình làm gì tiếp theo. Mình đã thử rất nhiều nghề, mình làm mỗi nghề một ít, mình làm mỗi nghề một thời gian ngắn. Không ít lần mình đã có ý định từ bỏ, trì hoãn về những dự định trong tương lai của mình. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian và đến ngày hôm nay, mình tự tin theo đuổi mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống, vì mình đã tìm được đam mê của chính mình. Vậy đó, phép thử đôi khi vô cùng tàn nhẫn, nhưng nó cũng đã giúp mình nhận ra rằng đâu mới là điều phù hợp với bản thân. Các bạn sĩ tử 2K5 à, đặc quyền của tuổi trẻ chúng ta là gì? Đó chính là được làm phép thử và được phép sai. Đây mới chỉ là bước đầu của hành trình phía trước. Cứ tự tin mà làm phép thử với tất cả những gì mà bạn hứng thú nhé. Và bài học cuối cùng, nếu cảm thấy không ổn, hãy nói ra.
Hồi đi học đã có khoảng thời gian mình bị áp lực về chuyện điểm số, bài vở. Mình không theo kịp tiến độ bài học của các bạn nên thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. Cứ mỗi ngày như thế trôi qua, nỗi sợ đi học trong mình ngày một lớn. Đợt ôn thi đại học cũng vì đặt mục tiêu cao, thời gian gấp rút cùng với tâm lý lo lắng trước một kỳ thi quan trọng, mình trở nên lầm lì, mệt mỏi và tiêu cực. Vì không muốn bố mẹ phải suy nghĩ, mình âm thầm chịu đựng. Đến bây giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật may mắn vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua thời gian đó. Bạn mới nói, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần là bài học mà mình ước giá như có người nhắc nhở mình năm 18 tuổi. Cứ cậy rằng tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà chúng ta dễ coi thường sức khỏe của bản thân, nghĩ mình đủ sức chịu đựng những áp lực. Nhưng đừng cố gồng mình lên, tự chịu đựng một mình nhé. Bởi bạn vẫn còn những người thân yêu xung quanh, bạn không hề một mình. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với bạn trên chặng đường phía trước. Và Mel cũng vậy, chúng tôi luôn đồng hành cùng với các bạn. Tuổi 18 có thể nông nổi với những lần hoang mang lầm bước, dù đôi khi bạn không biết con đường mình chọn có phù hợp hay không. Nhưng mong rằng các sĩ tử 2K5 sẽ mạnh mẽ, nỗ lực để chặng đường sau này khi nhìn lại, các bạn sẽ thấy tự hào về một tuổi trẻ nhiều hoài bão, dám mơ ước và dám thực hiện.